Hello, xin chào các đồng chí, chị các bạn thân mến của Lợi Mình. Mình có tin tức rồi này kia, nhiều khi mình thấy có gì hay mình chia sẻ đến chị các bạn hiểu về nước Mỹ. Có bao giờ các bạn nghĩ là dân Mỹ họ đi lụm đồ ăn mà thực phẩm rác ở trong thùng về họ ăn không? Ở Việt Nam có mấy chuyện này không anh chị các bạn? Nhưng mà ở Mỹ có nha, cho các bạn không ngạc nhiên nữa nè. Mấy cái chợ nhà nó hết đát đó, rồi nó dục vô thùng rác, rồi dân Mỹ họ đi lụm về, họ lụm về họ ăn. Ở Việt Nam mà vậy, mấy thằng chống cộng chèn rồi nó chu chéo, nó khóc ngày tháng nọ luôn. Các bạn thấy mình hay không ạ? Tại vì nhiều khi công việc của mình ngồi mình làm cái nghe người này kia nói cái này cái nọ, cái mình đánh lên mạng cái mình tìm hiểu, thì ra là như vậy. Các bạn thấy không, mấy cái tình trạng này ở Mỹ nhiều lắm nha anh chị các bạn. Nhưng Mỹ họ đi lụm đồ ăn thừa thải bỏ. Còn cái bên đây nè, các bạn biết bên này là mấy người mà dân nghèo ở Mỹ á, những người mà đâu coi, mấy người mà đây nè, mấy người nghèo ở Mỹ homeless đồ, các bạn biết đồ ăn của họ đâu ra không? Đồ ăn của mấy cái nhà hàng á, nó bán buôn á anh chị các bạn, nó bán buôn rồi nó hay gì nó đem đổ, thì nó cho mấy cái người làm từ thiện là bắt đầu họ lấy cái họ về lại cho mấy người dân nghèo, mấy người homeless đó ăn. Vậy mà hồi nào thì tôi cũng tưởng đó là chính phủ nó nấu cho ăn bữa nay tôi mới hiểu, mấy hôm nay tôi đi tìm hiểu tôi thấy wow. Các bạn biết nó đi lụm mấy cái đồ mỗi nhà hàng đó, nó gọi là leftover food của nhà hàng nè. Nó lụm rồi bắt đầu đem đến. All the food is delivered to food pantries, soup kitchens and shelters like cho những người nghèo homeless đồ ăn. Còn dân Mỹ đó, họ đã chui vô mấy cái thùng rác vậy nè. Họ lụm nó chờ cả đủ thứ hết đó. Khiếp không? Cái này mình nghe lâu rồi mà mình tự nhiên hôm qua đang ngồi cái coi tin tức đột tôi thấy wow. Nhiều lắm nha anh chị các bạn. Các bạn thấy dưới đây là còn nhiều lắm. Đời sống ở Mỹ mà. Các bạn có những cái chuyện mà ở Việt Nam dân mình không hiểu đó. Các bạn biết người dân của mình họ tôi lên mạng rồi tôi vào trong mấy cái diễn đàn của một số anh chị em các bạn trong nước cũng vậy. Mà khi nói về nước Mỹ, nói về tự do dân chủ chính trị rồi mờ câm hết trơn à. Họ bị đánh bóng bởi cái sự hào nhoáng của nước Mỹ, cái nước ngoài đó anh chị các bạn. Họ nghĩ Mỹ là dân chủ, là Mỹ là giàu có nhiều người tôi thấy họ comment á, họ nói ô nước Mỹ giàu thế này thế nọ. Không dám đâu. Nếu nói giàu là chỉ có 1% mấy người giàu thôi, còn dân trung lưu các bạn biết đại đa số dân trung lưu họ sống vất vả lắm. Tôi nói bởi vì các bạn đang sống ở trong nước biết rằng đất nước cũng còn có những cái nan đề, nhưng mà những cái nan đề đó được khắc phục rất là tốt anh chị các bạn. Còn ở Mỹ này cũng có đâu, tôi nói chị các bạn biết dân thằng nào nghèo chết mẹ luôn. Thằng nào giàu nước dách đổ tiền vào ăn không hết, các bạn thấy không? Còn người nghèo thì phải đi lụm từ những cái đồ ở ngoài, những cái đâm tờ đó là những cái thùng rác á, lụm về lụm về chui vô đi kiếm. Các bạn thấy không? Họ lái xe nha, họ phải đi săn lùng đi kiếm, hai vợ chồng đi kiếm về rồi soạn lại rồi cái ăn, cái nào ăn được ăn à. Tại vì chợ đồ nó bán, các bạn biết nó hết cái hạn của nó rồi, nó phải bỏ đi. Tại vì ở Mỹ thì chợ búa đồ nó không phải giống Việt Nam, nó bán bên Mỹ nó có cái liability của nó,
cái bảo hiểm của nó, cho nên hết hạn là nó dục à. Mặc dù còn ăn được cái gì nó là nó dục, tại vì nó bỏ thuốc trong đó. Các bạn biết cái thuốc của đó hết ngày tháng đó là nó không còn giá trị đề kháng nữa, là nó đổ, nó dục. Đấy. Cho nên mình like để các bạn thấy nước Mỹ hiểu à. Thôi mình tạm dừng like đây nha, xin chào anh chị các bạn, hello, rồi nó chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.